Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 026 Bài toán này là bài toán thầy minh họa cho phần liên quan đến ST khó ST khó liên quan đến ST của Phelon Đó Thế thì để nhận ra dấu hiệu có ST của Phelon không khó Người ta cho các em rất là rõ ràng ba ST này của thầy là đơn chức và không hề có từ là mạch hở hết Như vậy nghi ngờ là có ST của Phelon rồi Kết quả là 3 ST đơn trước thể ký hiệu là R trung bình COO R phẩy trung bình Người ta cho các em hai thông tin Thông tin số 1 là thông tin về khối lượng M bằng 14,28 gram Thông tin số 2 là thông tin về số mol của thầy bằng 0,2 mol Như vậy với những bài mà tìm công thức của nhiều chất như này Thì bao giờ các em cũng kiểm tra giá trị trung bình trước Ở đây thầy có M trung bình ngay rồi Bằng 14,28 các em chia 0,2 Kết quả bằng 71,4 Như vậy phải có một cái este nhỏ hơn 71,4 Vậy suy ra cái X của thầy bé nhất phải là HCOOCH3 Ngon rồi Thứ hai thì tìm luôn được Y Bởi vì đề thi bảo rằng là Y của thầy hơn X một nguyên tử carbon Hơn một nguyên tử carbon một nguyên tử C đó Như vậy nó chỉ có thể là C là C3 Vậy nó sẽ là CH3 COO CH3 Duy nhất Đó có 3C Ok Thế thì một số bạn băn khoăn là liệu nó có thể là cái này hay không Nó có thể là HCOO C2H5 hay không Đó Thì trả lời là không Lý do vì sao lại như vậy Bởi vì nó tạo ra là bốn muối Đây các em có bốn muối bốn muối Do đó nếu là đáp án này sẽ bị loại đó, Thầy sẽ mô tả cho các em hình dung ra ngay Tiếp theo nữa là gì nữa Bây giờ thầy phải tìm nốt Cái STZ còn lại Thì thầy có là gì đây Thầy tìm ra được Thứ nhất là HCOO CH3 Và gì nữa CH3 COO CH3 Và một ST này chắc chắn là ST của Phelon rồi Thầy cứ ký hiệu ST đơn giản nhất là RCO 6 h 5 Y chiếm 20% về số mol Như vậy các em lấy 20% nhân với lại 0,2 Kết quả thầy có STI của thầy là 0,04 mol Đó hai ST còn lại của thầy dựa vào những thông tin nào Thông tin thứ nhất là tổng là 0,2 Thông tin thứ hai là NaOH Các em có số mol là bằng 0,22 Như vậy thầy dùng kỹ thuật Vinh thầy tìm ra được số mol của estefelon là 0, 0,22 trừ đi 0,04 là 0,18. 0,18 trừ đi 0,16 bởi vì là 0,2 trừ 0,04 0,16 thì nó bằng bằng 0,02 luôn. Mà tổng là 0,16 như vậy este đầu tiên là x sẽ bằng 0,14. Để tìm ra R này của thầy, thầy dùng bảo toàn khối lượng. Thầy có khối lượng tổng của nó là 14 14, à, ở đây là 14,28, 28, 28 gam, thì thầy có phương trình để tìm ra được r của nó 0,14 nhân cho thầy với 60 cộng 0,04 nhân cho thầy với lại 74 cộng với lại 0,02 nhân cho thầy với lại m lớn của st đó, thì kết quả tìm ra được m lớn của thầy bằng ở đây thầy có là bao nhiêu? Bấm luôn. Các Em lấy 14,28 trừ 0,14 nhân 60 trừ 0,04 nhân 74 bằng chia 0,02 146 146 và các em trừ đi suy của thầy bằng 25 25 thì cấu tạo duy nhất là cấu tạo như thế này như vậy kết luận luôn cái ST mà thầy cần tìm nó sẽ là CH đối 3C COO C6H5 đây là cấu tạo duy nhất không có đồng phân thứ hai sau đó các em có thể trắng trợn kết luận luôn Số mong của nó bằng 0,02 Đề thi hỏi rất đơn giản thôi là phần trăm khối lượng muối trong R ER. Như vậy kết quả thầy có À không phải, đây là phần trăm khối lượng muối trong Q Khối lượng lớn nhất trong R ER. lệ, À R ER là muối khan trong R ER. Vậy khi cô cạn lên thì R ER của thầy sẽ gồm những muối nào Thứ nhất là H4 muối là HCOONA là 0,14. Muối thứ hai là CH3COONA là 0,04. Muối thứ ba là CH lỗi 3 coona là 0,02. Muối tiếp theo là muối của phenol là C6H5ONA là 0,02. Đề thi hỏi muối của axit có phân tử lớn nhất. Như vậy đây chính là axit có phân tử lớn nhất. Các em tính phần trăm khối lượng. Các em tính được ra giá trị của nó bằng 10,85% và đáp án thầy có là đáp án D. Bây giờ thầy sẽ giải thích lý do vì sao thầy loại cái nghiệm STE có 3C có cấu tạo là ch 5 Vì nếu các em lấy HCOOCAH5 thì các em không thu được bốn muối. Đó, bởi vì cái này của thầy ra hai muối này thì cả hai este này mỗi te phải ra một muối khác nhau thì mới thu được là bốn muối. Do đó là thầy lấy nghiệm Y của thầy phải là CH3COCH3 -CH3, hay là metin acetat đó đấy là lý do thầy giải thích để các bạn hiểu hơn